dạ, ok. Thank you.
bên trong chợ. Đây là cái bãi giữ xe. Đây là chợ quy hoạch giống như ở chỗ chợ 30 tháng 4 vậy. Nào, đi vòng một vòng chợ nè các bạn. Cho mấy bạn coi. Dạ cho mấy bạn coi cô ơi. Không, chợ này cũng muốn quay hết trơn cô. Quay chợ. Không, hồi sáng em có... À đúng rồi, em quay quảng trường. Dạ gửi đi nước ngoài coi.